máy Kubota ZL126 kéo dàn cày 5 chảo cũng bắt đầu xuống đồng. Đây là test thử đường cày đầu tiên. Quá luôn. Cây sâu. Đâu cái đoạn này là rõng mới gặt, kẹt giữa rõng mới gặt, thử cây sâu vậy thôi. Quá luôn, thế này thì lại phải lên đây một số vàng nữa. Được nhìn sân ngay 4-5 con đây này. Giờ mới sử dụng cái dàn cày đầu tiên đây này. Em nhìn thấy có dàn đêm nữa con. Đấy chắc vẫn đi. Chắc không ấy. Tính là gạo bán luôn. Chạy hẳn ra góc kia quay video. Hơi sâu à? Sâu thì anh hơi nương cái thể lực lên một tí. Với căn bản nó kẹp vào rỗng mới gặt. Căn bản nó kẹp vào rỗng mới gặt, nó rãnh lên nên là nó trông cảm giác nó vậy thôi. Kéo con này thì nhẹ quá nhỉ? Con này quá đẹp. Quá nhỉ? Nếu mình ép 6 thì nó hơi ấy. Thôi năm thế này thôi, nhưng mà năm này là 1m25 rồi. Cây chảo Vũ Hải đang cày trên cánh đồng Phổ Yên Thái Nguyên. Máy ZL126 kéo dàn cày 5 chảo 1m25. Không có một chút khói nào cả. Độ cày sâu thì hiện tại bây giờ đang test là bằng một thân mỏ led 250 này. Đây là đang thử luôn hết thân mỏ led luôn này. Đó. Nói chung thì cũng chẳng ai cần sâu thế này đâu anh em bà con nhé. Mà chủ yếu đây gọi là để thử tải của máy với cái dàn cày 5 chảo đường cày rộng hơn dàn HD 5 chảo thôi. Và xem là độ ngon, độ bén, độ ngọt nó như thế nào và bóc bờ có dốc hay không thôi. Thì tí nữa là mình sẽ quay cho anh em và bà con xem cái đường cày móc trên bờ của thửa ruộng Phổ Yên Thái Nguyên đối với dàn cày 5 chảo Vũ Hải cho con máy ZL126 nó như thế nào bà con nhé. Cô đúng. Làm phát đường bờ chứ anh. Làm phát đường mé bờ nữa. Cho nó trắng chân lên để cho nó lên video cho nổi. Đây là máy nông nghiệp Trung Thành kết hợp với nệ dàn cày chảo Vũ Hải. Đây là giới thiệu luôn cho hộ rồi. Đây em quay sát cảnh chân bờ. Anh đi sát bờ cho em. Đó. Ruộng hơi ôm cua. Bờ hơi cong. Đất thì hơi rớt nè, nhưng mà không có chảo bà con ạ. À.
cong này cong chiều ra. Quá đẹp quá luôn, đối với Z là 126 bà con ạ. Và đây là đường cày móc bờ. Ngọt chưa bà con? Hết cả bờ luôn bà con. Nhìn bà sướng chạy. Anh quen với chú này hả? Có quen với chú này không? Có chứ. Cho anh Nguyễn Trung Thành anh ấy xem lại cái tên của anh ấy đây. Trung Thành không? Nông ngư cơ phụ tùng phủ lỗ Sóc Sơn Hà Nội. Trung Thành nha. Xem nào. Mà máy nông nghiệp Trung Thành kết hợp dàn cày Vũ Chảo, dàn cày Chảo Vũ Hải. Lên rất cao, hôm nay là neo bò thì hơi bị tuyệt vời. Cực sướng luôn đó. Độ cao này từ trên này phải đến còn tầm mét 2. Ôi, cho em xin một hai câu phỏng vấn là giả sử sau khi anh sử dụng cái dàn cày để thử test thử như thế này thì là trong cái quá trình là em mới chỉnh sơ qua trên đường xuống ruộng thì anh thấy như thế nào ạ? Nói chung là mặc dù là cái ruộng thì nó không được khô tơi lắm nhưng mà cày là được đẹp. Dạ đường vâng. Cày nói chung là rộng. Dạ vâng, rồi em rất cảm ơn anh. Dạ. Bà con và anh em có nhu cầu sử dụng sản phẩm của cơ khí Vũ Hải, xóm 5 Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình thì hãy alo trực tiếp cho số điện thoại là 0982 975256 ạ. Rồi, xin thân ái chào bà con. Hiện tại là anh em chúng tôi bắt đầu trên đường về nhà.
Thái Bình này, bò bay thẳng cánh. Thôi chào anh em nhé, để tranh thủ kiếm mấy bò gạo sạn ngay.